đại biện lâm thời ukraine ở việt nam zinkina vừa lên tiếng làm rõ về hai ấn phẩm trên báo chí nước bà trong quá khứ nói về chủ tịch hồ chí minh của việt nam bà zinkina khẳng định việc xới lên hai ấn phẩm đó ở thời điểm này là một phần của chiến tranh thông tin có mục đích gây thù hằn giữa nhân dân hai nước ukraine và việt nam theo quan sát của VOA trong vài ngày gần đây, một số trang Facebook được cho là của giới dư luận viên Việt Nam, trong đó có trang tifosi với hơn 233.000 người theo dõi, chỉ ra rằng kênh YouTube Ukraine 24 và báo mạng Pravda Ukraine, tức là sự thật Ukraine đã đăng video và bài viết bị xem là hạ thấp ông Hồ Chí Minh. Tifosi và các trang của giới dư luận viên, tức những người ủng hộ chính quyền và làm công việc tuyên giáo không chính thức ở Việt Nam, chỉ trích video và bài viết đó vì chúng có nội dung mô tả cố chủ tịch Việt Nam là một ông già độc tài, gắn bó với Lenin, làm nhiều người Việt chết vì chiến tranh, đất nước Việt Nam bị nghèo đói, không có tự do. Hôm 21 tháng 3, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội đăng video và lời văn thể hiện quan điểm của bà Zinkina, người đang nắm quyền trưởng phái bộ ngoại giao này nhằm minh định video và bài viết của Ukraine 24 và Pravda Ukraine. Ngay từ đầu đại biện lâm thời, Zinkina khẳng định việc sới lên hai sản phẩm trên báo chí đó trong những ngày gần đây, dù chúng đã xuất hiện cách đây khá lâu và không được chú ý lắm là động thái có chủ đích phục vụ cho chiến tranh thông tin nữ đại biện lâm thời chỉ ra rằng video của Ukraine 24 chỉ có hơn 4.000 lượt người xem trong 4 năm kể từ khi được đăng hồi năm 2017. Còn bài viết trên Pravda Ukraine thực chất là bài của một cá nhân đăng trong nền tảng blog và chỉ có 200 lượt xem trong vòng gần 10 năm kể từ khi đăng hồi năm 2013 người đang nắm chức vụ tương đương với quyền đại sứ của Ukraine ở Hà Nội cho biết tại thủ đô Kiev của nước bà có trường phổ thông mang tên Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1985.